Mặc dù cảnh sát Malaysia đã xác định hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp đi trên chiếc máy bay mất tích là người Iran và không liên quan đến khủng bố, nhưng vụ việc này đang gióng hồi chuông cảnh báo về ngành công nghiệp làm hộ chiếu giả đang gia tăng. Cả hai hành khách có tên trong danh sách chiếc máy bay mất tích đều cho biết đã mất hộ chiếu khi đi du lịch Thái Lan. Với số lượng lớn khách du lịch đến Thái Lan, nước này đang trở thành một thị trường đen nở rộ về việc làm giả mạo giấy tờ. Bọn tội phạm sử dụng công nghệ rất tiên tiến để tạo ra những cuốn hộ chiếu giả trông rất tinh vi. Đó là vấn đề lớn của chúng ta. Chính quyền cho biết, các nhà chức trách Thái Lan đang phải giải quyết hàng nghìn vụ liên quan đến mất hộ chiếu hàng năm. Một số hộ chiếu được bán cho những kẻ buôn lậu ma túy. Và một số hộ chiếu có thể nằm trong tay các nhóm vũ trang Hồi giáo. Nếu chúng ta có thể kết nối chương trình của khu vực với hệ thống của Interpol thì rất hữu ích. Chúng ta có thể quét một hộ chiếu và nó sẽ tự động được kiểm tra với một hệ thống cơ sở dữ liệu toàn cầu. Như vậy, sẽ có một hệ thống an ninh tốt hơn khi cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành. Cục xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết khoảng 500 khách du lịch bị bắt giữ do sử dụng hộ chiếu giả trong năm 2012 và 200 người bị bắt giữ trong năm ngoái.